Vậy là 3 năm đã trôi qua, tôi và chồng của tôi vẫn ở bên nhau và không còn ở với má chồng nữa, mà ở một ngôi nhà mới, cuộc sống mới, khởi đầu mới. Chồng, đi làm đi, 6 giờ rồi đó. Trễ đâu mà. Vậy đi làm liền đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà đi làm đó. Trễ rồi. Không có trễ đâu mà. 6 giờ mà không có trễ. Anh mà sàng tí đó. Em quen nha lại em đi thì. Không. Đi chạy đi làm. Em rồi em vừa. Cửa mở. Tina. Mano, rất kỳ, đừng có làm một mỗi buổi sáng rồi. Trời ơi, Daddy đã bảo là không được lẻn vào phòng ngủ của Daddy rồi mà. Nhưng mà con sợ ma. Đi về phòng ngủ đi con. Trời ơi là trời. Em lớn tiếng với con. À, tôi quên nói nữa, gia đình tôi đã có thêm một thành viên mới. Tina, quái vật nhỏ của tôi. Chồng và nàng dâu cãi nhau chi chết rồi hết oan oan hai bên cây cầu. Hàng xóm bảo là hai mẹ con không hợp được đâu. Câu chuyện này đã vang ra thôn xa, bao người bàn tán chưa hết câu. Mẹ chồng ngày nay thì hà khắc, được uống yêu thích là không cho tắc. Chàng giàu tài lanh, được uống yêu thích là không cho chạy. Nhưng sau tất cả đều có chung mục đích lo cho chồng con. Nhưng vì ở vị trí khác nhau mà đâm ra không hiểu nhau. Mẹ nói mẹ lo cho các con thôi, công việc tất bật từ sáng đến tối. Mẹ ở nhà rửa chén xong nồi cho đến cả mình gối, không cần lo vì mọi việc xong rồi. Mẹ ơi nhưng con thật lòng con xin mẹ hãy ngồi thiền. Mẹ hãy nghỉ ngơi đừng có làm bất cứ việc gì không, mẹ lại than phiền. Ý mẹ nói tao giả vô dụng. Đâu có, mẹ lại suy diễn nữa rồi. Ý mẹ nói thay giả phiền hả. Dạ con xin lỗi mà. Thôi được rồi, tôi cũng biết rồi, tôi không có quan tâm nữa. Anh chịu thích làm gì thì làm, nhưng đừng để tôi lo ăn nha. Xưa kia xưa rất là xưa. Mẹ chồng nàng dâu lệ qua tiếng lại đều như cơm bữa. Mãi đến mai sau cho đến ngày nay. Mẹ chồng chàng dâu giờ đây còn hơn xưa chẳng hề đổi thay. Mẹ chồng dâu cao. Mẹ chồng dâu cao. Xong rồi đó, Tina xuống nhà ăn sáng đi, rồi ba đưa cho con đi học, trễ rồi. Lắc đi. Ba chắc kỳ, hoặc là gọi là Daddy. Cái gì đâu mà chắc đi. Rồi soạn tập sách xong chưa? Đi học kìa cho tôi. Em ơi. Ơi, em nghe nè, xuống liền. Đi học kìa, ba đưa kêu rồi kìa. Không, không đi. Tina, con giỡn mặt với ba đó hả? Không, con đi, con bị đau bụng. Ba mà làm đạo diễn á thì ba không có chọn làm diễn viên đâu. Những cái gì mà giả chân à, không có nhõng nhẽo nữa, đi học ngay cho tôi. Không, Tina nói là Tina không đi.
Đi. Đi nè nó không. Nó đã dùng chiêu cũ để chống lại tôi nữa rồi. Daddy nó không nghe đúng không? Ăn cơm xong rồi muốn chơi gì chơi con. Daddy nói là ăn cơm xong rồi muốn chơi gì chơi, sao lì quá vậy? Không có ồn nữa nè. Daddy đang làm việc mà. Nhắc rồi. Again. Tina. Tina con. Kệ đi anh, cho nó khóc đã đi. Tin nè. Đất ơi, bây giờ trễ giờ anh đi làm rồi, anh phải đi làm luôn nè. Anh đi làm đi, còn tí nữa em đưa con đi học luôn. Nhanh lên. Nhưng mà em có chắc là phương pháp của em hiệu quả không? Chắc 100%. Đi 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 đi. Trễ giờ bây giờ. Đi đi. Đợi em. Trễ rồi. Để Daddy coi ai chịu đựng giỏi hơn. Rồi mày ngồi mày ăn hoài đi. Tao chưa ăn dưỡng chưa cái kẹp nặng nữa nè. Tao dặn cổ mày một cái là cuộc đời mày chua chát hơn chết tắt rồi, mày tin không? Khách mời sao rồi? Ai biết đâu, danh sách năm bữa Ngọc nó đưa, rồi nó nghỉ ngang, biết ai đâu mà mời. Ê, tao thấy con Ngọc vừa nó nghỉ ngang mà nó đi nó hiên ngang như vậy á, còn mày ở lại mày hèn hạ sao á Mỹ Kỳ. Kệ tao. Ôi chua chua, nhưng mà sao như vậy được? 15 ghi hình rồi mà chưa có gì trong tay. À, vi trùng chưa hay. Khi nào mà cô giáo á mời sản xuất mới đi rồi tính tiếp, mà tao nghĩ chắc cũng còn lâu. Nhắc cái gì tôi đó? Chào cô giáo. Cô giáo chào các em. Cô giáo, cô giáo. Tụi em đang bàn về kế hoạch 15 tay sắp tới á. Kêu sếp đàng hoàng. Có người mới mà ngã ngớn vậy đó hả? Xin lỗi em, nhân viên của chị hơi hoạt hình một chút xíu. Rồi coi kìa. Trời đất ơi. Nhân viên của một cái phòng phim mà ăn mặc cái gì cổ lỗ sĩ, ôm bó chim còi như vậy. Ôi, chứ cô coi cái red code của công ty mình đi, toàn là trắng đen không à. Em mặc vậy cho nó nổi bật. Rồi muốn bật ra khỏi công ty luôn không? Không. Ơ mà cô giáo nè, sản xuất mới hả? Phải, đây là gà chiến mới của team mình đó. Trời ơi, nhìn là em thấy chiến rồi đó. Đẹp trai, vừa miệng, lem 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 lem. Lem, nghiêm túc nghiêm túc. Đây là Hùng Cường, sản xuất mới của team chúng ta đó. Xin chào mọi người, tôi là Hùng Cường, nhân viên mới. Sau này mong mọi người giúp đỡ. Trời đất ơi, giọng cô giáo nó cao quá là cao. Tới giọng này nó trầm xuống luôn. Đây đây, bớt hoạt hình lại. Hùng Cường sau này sẽ đảm nhận những dự án mới và những dự án cũ cho Ngọc để lại đó. Yeah. Em phản đối thôi sếp. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? À! Đó là Vũ. Em nghĩ không cần phải giới thiệu đâu. Chắc gì cậu ta trụ lại được lâu. Nhưng mà phải cho người ta một cơ hội chứ. Sếp cũng thừa biết tình trạng phòng phim mình như thế nào mà. Ngọc vừa nghĩ để lại một mớ hỗn độn ở trong công ty. Cậu ta là người mới, làm sao khám hết nổi. Nhưng mà quyết định này đã được thông qua trong cuộc họp rồi. Phải. Và tôi đang là cô giáo của cậu đó. Sếp. Xin lỗi quên. Sếp của cậu đó. Cho người ta một cơ hội đi anh. Đúng rồi, nhích nhích cái chân mày lên đi. Đúng nhìn cứ như phản diện trong phim ấy. Thân thiện, thân thiện. Tụi mọi người vậy. Ý kiến của sếp em sẽ tôn trọng. Chứ không lẽ không tôn trọng. Nhưng nếu có một ai đó đến và rời đi, để lại thêm một mớ hỗn độn nào đó nữa ở trong công ty, thì em không có giải quyết đâu nha. Cho sát KOL 15 tay.
Chào sếp. Cậu đó là Elvin Vũ, biên tập tốt nhất của phòng phim mình á. Dạ. Nhưng mà không sao, hơi khó chịu như người mới chút xíu vậy thôi. Cô giáo sẽ dạy dỗ lại được, yên tâm yên tâm. Dạ. Ở lại đây giúp đỡ Cường làm việc, hướng dẫn cho Cường, hiểu chưa? Dạ. Xin chào mọi người. Hướng dẫn, kiềm chế bản thân. À, chỗ ngồi của tôi ở đâu ta? Dạ. Tính cũng hơi kỳ mà cũng tốt. Còn mày tính hơi kỳ mà sống vẫn không tốt. Gì đó mày nói gì á? Tại mày nói gì mới lớn thôi. Tina, khỏi có làm bằng silicon hay sao vậy? Giúp chị đang ghét. Rồi rồi, tôi gọi cho cô giáo nè. Dạ alo. Dạ chào cô, em là phụ huynh của bé Tina là cô. Dạ. Ngày hôm nay á, con của em nó lại bị đau bụng nữa rồi cô à. Dạ, nên em gọi là xin cô cho bé nghỉ buổi sáng. Chỉ buổi sáng thôi nha cô. Dạ, dạ cảm ơn cô, chào cô. Yeah. Dứt đi, đi xuống nấu đồ ăn trưa đi. Hôm nay Tina thèm thịt nướng. Trời, con bé này. Con ngồi đó đi, lát nữa hả để đi lên nó chịu phải quấy với con. Yeah. 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 Ơi, đó liền, đó liền. Ai vậy? Chị trộn. Barbie. Khoan. Mới sáng qua đây có gì không? Ừ, qua thăm Baby, thăm em trai chị, thăm cục vàng nữa, không được hả? Sáng người ta đi học, người ta đi làm hết trơn rồi, ai rảnh ở nhà đâu. Ý em nói chị vô công đổi nghề. Cái này chị nói chứ phải là em nói. Em nói hay chị nói được không quan trọng, sự thật là vậy. Ê, đừng có nói với em là thất nghiệp rồi nha. Quả sắp tới rồi trời. Hôm nay qua đây có chuyện gì? Ông Khang đâu? Đừng có nhắc tới người đàn ông đó nữa. Lại gây lộn. Không phải gây lộn mà là chia tay, chia thiệt. Em không hiểu chuyện sao luôn á. Ông Khang mà không chịu nổi chị hả? Thì đàn ông trên thế giới này không ai chịu nổi gì hết trơn. Chị không cần ai chịu nổi chị hết. Chị là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập, không cần đàn ông. Chị nói làm sao chứ? Có đàn ông hả thì vui sướng và hạnh phúc hơn chứ. Đó là em, không phải chị. Rồi, người phụ nữ trưởng thành thành đạt. Rồi hôm nay qua đây có chuyện gì nè? Thăm em với cháu. Vô thẳng vấn đề. Đưa tiền lấy thêm hàng. Cái gì? Đưa tiền lấy hàng thêm. Chị nói gì? Đưa tiền lấy hàng thêm. 300 triệu em đưa chị lần trước đâu. Ủa, 300 triệu đó là chị lấy hàng chứ không phải chị xài. Em thấy mỗi tối chị đều live stream chị bán hàng à? Đúng, có live stream bán hàng 3 lượt like, 3 người xem, 3 cha con của em xem đó. Vậy cái gia đình em nhảy vô xem nó không ai vô cho em đi ra đi cho người khác vô. Chị còn nợ em 6 tháng tiền hàng chưa trả nữa kìa. Ứng tiền cũng được thôi, làm dữ rồi. Liệu sao liệu nha, cuối tháng đưa cho em cái bản sao kê doanh thu đi. Hồi buổi dịch hả, khó khăn chứ đâu phải là hả buôn bán có thể là trơn tru đâu. Baby cũng vậy, cũng cưng cũng vậy, ai cũng áp lực lên tôi hết trơn á. Má chồng khỏe không chị?
Ngày nào ông chửi chị hết trơn á, khỏe không? Má có nhắc gì tụi em không? Em nghĩ có không? Thật ra là cục cưng biết hết. Biết em với cu đơ nhận nuôi Tina luôn. Chẳng qua chỉ là hờn mát tuổi già, càng lớn càng khó tính thôi, không sao đâu. Mà thật sự em không hiểu nha. Cái việc mà em ra ngoài ở riêng thì cũng bình thường thôi, đó là sự riêng tư của hai đứa em thôi mà. Thật ra chị cũng không hiểu nha. Bắt cái lý do gì á mà cục cưng giận em, trong khi em có làm gì đâu. Đúng rồi. Em chỉ giận con trai cưng của cục cưng rời khỏi vòng tay cục cưng thôi. Hiểu vấn đề chưa? Thật ra thôi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Chị cũng đã nói nhiều lần với cục cưng rồi, cũng thông suốt một ít rồi. Cuối đường này qua thăm em á. Hả? Chị nói cái gì? Đã giờ không uống được ly nước cam luôn á. Của tôi. Hai chúng ta cùng xin như hoa. Con tôi. Con của em rồi đó. Không ai dành. Ủa sao bữa nay con đi học nè? Dạ con nghỉ đau bụng nên nghỉ nhà. Ba để trong nhà. Hai cho kệ dễ nha. Đây. Má chồng và Tina sẽ gặp nhau. Liệu có ổn không đi trời? Tina, sườn này á ba làm cho bà nội. Lát ăn sao luôn con? Chắc bị khó chịu à. Thế nào cũng như bụng à. Trời đất ơi, còn chả treo tôi nữa. Còn chết với bà. Tina, đứng lại. Đứng lại. Tina, đứng lại không? Tina, con đang muốn chống đối đại đi đúng không? Được, hôm nay á là ba cho con biết thế nào lễ hội. Lễ đồ. Rồi còn sửa lưng tôi nữa. Cái con này nó gan trời rồi. Tina. Trời đất ơi, con có chuyện gì vậy? Anh coi đó đó. Em nói nó còn câu rồi nó trả lời với em vậy đó. Trời đất ơi Tina. Con có thấy là ba Zaki á từ sáng tới giờ ở trong bếp á chuẩn bị đồ ăn để đón tiếp nội không? Con ăn vụng đồ ăn như này á rồi làm dơ hết quần áo là con đúng hay là sai nè? Sai. Rồi, thì sai thì con phải làm sao? Xin lỗi. Đó. Không tức không được mà. Thôi mà. Thôi. Anh không thấy nó cãi lại em hả? Anh thấy nó càng ngày càng đáo để giống em còn gì nữa. Chắc anh muốn ăn chổi thay nó. Ờ. Thôi để anh bóp vai cho em ha. Con cái gì đâu càng ngày càng khó gần. Thì em cũng biết á là chúng ta mới chỉ gặp nó có 6 tháng. Cái gì cũng phải cần thời gian chứ. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá ta. Công nhận á, con dâu á cưng chiều má chồng ghê ta. Thấy vậy thôi, chưa chắc má chồng đã hài lòng nữa đó. Nghĩ sao? Chắc chắn sẽ hài lòng. Dễ gì, má chồng vẫn còn giận em vì cái tội mà đem con trai yêu của má ra ngoài ở riêng nè. Em gọi điện thoại má không bắt máy, mà em qua đến nhà thì cũng không thèm gặp mặt em luôn. Nhưng mà bây giờ á, má đã chủ động qua nhà mình rồi còn gì nữa. Chắc chắn rồi mà chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng căng thẳng quá. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng có anh ở đây. Ủa, anh thay đồ cho nó chưa? Chưa. Chết. Tina, đi vô thay đồ ngay. Trời ơi, từ sáng cái đầu cổ con tìm lấy hết trơn đi nè. Cái gì đâu mà sáng giờ con xài quần vậy con? Tóc tay con đục lắm hết chứ. Mới sáng ra còn năng lượng quá ha. Dạ, con chào má. Dạ, con chào má. Chào con.
Giờ mốt khỏe không con? Lâu quá má không gặp con. Con khỏe, má khỏe không? Má cũng khỏe. Hỏi hỏi vậy thôi chứ thấy con còn trẻ trâu vậy má biết rồi. Ủa còn đây là... À, đây là cục vàng. Hai chúng ta cùng xanh như hoa. Dạ, đây là cục vàng á má. Biết rồi, hỏi chứ tôi biết hết á. Đây là cục vàng, đây là cục bông dễ thương. Tina, khoanh ta lại chào bà nội đi con. Chào bà nội đi con. Trời ơi, Tina, sao con không chào nội? Mà sao tóc tai con bù xù vậy? Mặt mày như mèo vậy hả con? Hả? À, dạ, tại cả nhà sáng giờ chuẩn bị đồ ăn cho má đó. Tina. Trời ơi, con nhỏ này, thường ngày nó hiếu động lắm. Bữa nay mày đặt mắt cỡ nữa chứ. Thì đúng rồi, gặp cục cưng mà ai không quéo, chị còn quéo. Bớt xỉa xối lại. Thêm một câu nữa tôi quay về liền á. Tina, bà nó nghe không? Khoanh ta lại chào bà nội đi con. Con chào bà nội. Chào con. Cái con bé này. Con xin lỗi má chồn. À, rồi tôi có được vô nhà chưa? Hay là thấy tôi trắng đứng đây phơi nắng cho nó đen cho vui chơi? À, dạ, cả nhà đang chuẩn bị đồ ăn đón tiếp má đó. Con đưa má vào trong nhà. Tina, ăn từ từ thôi con. Má, má ăn thử miếng này đi. À, như salad hả con? Dạ. Nhà cửa cũng khang trang á, bếp núc hiện đại. Dạ, cái này là một tay vợ con sắp đặt hết đó má. Ừ. Bài biển hơi khô cọt, thiếu ấm áp chút. Bởi vì sao? Không có bàn tay người phụ nữ chăm chút. Không phải đâu má. Nicky là bà theo phong cách tối giản phương Tây á, chứ không phải qua quẹo xói nhà mình đâu. Cầm cái miệng lại, mình chưa mua được nhà thì mình không có được quyền nói. Con chưa mua được mà con bán giỏi lắm. Ờ, con có bấy gì thôi, đừng giận mình. Má nói vậy con có buồn không sắc cây? Dạ không, má chồng. Dạ không, má chồng. Chứ đừng nói hôn má chồng, nghe nó kỳ lắm, nghe nó lộn ngôn lắm nha con. Con làm nhà biên kịch, con phát âm và con viết tiếng Việt nó phải chuẩn. Chứ con viết người ta đọc vậy á, nghe nó kỳ lắm, con biết không? Dạ không má chồng. Dạ, cũng là do thói quen thôi má. Ừ. Với lại con gọi vậy á, là con gọi yêu. À, má thấy nó yêu nó cũng kỳ quá con. Mà má cũng yên tâm đi. Nhờ cái khoảng thời gian mà con ở cùng má á, mà cái vốn từ đựng tiếng gì của con á, nó càng tăng. Nhất á là cái khoảng... Chửi lộn á, số 1 luôn. Chửi lại tôi không nói. Không. À, thôi má, má ăn thử miếng này đi. Dạ. Má thấy vừa miệng không ạ? À? Cũng được á con. Dạ, một tay mà con nấu nướng hết á. Hèn chi nó hơi mặn. Lần sau tiết chế lại chút nêm nếp nha con. Cưng thì dạ. Sao á, bên bển thằng ăn mì gói rồi mai nấu cho ăn trơn qua đây sẽ kia nấu nha, cho lên cho xuống được cưng này. Tự hào lắm ha. Con gái con đứa bếp núc không có biết một cái gì hết á, ăn giật không hà, mà còn tự hào vậy á. Má nói vậy á là má góp ý cho con để lần sau làm cho nó tốt hơn thôi. Dạ, con hiểu má chồn mà. Má chồng. Dạ. Con thấy sườn của Giáp đi làm ngon mà. Ờ, hèn chi, dĩa cơm gì bởi nó trơn, có mình ăn không có giường ai hết ha. Chị nè, không có ăn sườn nữa nè. Còn ăn nãy giờ quá nhiều sườn rồi. Nhưng mà không có ăn. Nói con không nghe hết Tina. Con mình nó cần sự kỷ luật. Hôm nay nè, nó biết nhà có khách nè. Nó chọc tức em. Khách hả? Dạ, dạ không phải đâu má. Ý của vợ con là... Nghĩ má là khách. Nè, hủ vô mốt. Má đẻ rằng cu đơ.
Ai gọi em cu đơ là ba thì phải gọi má là bà nội. Để má coi trong nhà này ai là khách nha. Con nè, bà biết ở trong nhà này không có người phụ nữ chăm sóc dạy dỗ con nên người. Bây giờ bà nói là nếu con muốn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sang chảnh như bà thì con phải ngoan, con không có được khóc nữa, nghe không? Nín dứt nghe chưa? Nín không? Con ăn đi. Rồi bây giờ trong nhà này ai là khách? Trời, Jackie. Con không ăn nữa. Cứ để cho nó ăn đi. Không ăn. Ăn đi. Không được ăn. Cứ ăn. Không được ăn. Cứ ăn. Không ăn. Để cho nó ăn. Rồi con được ăn hay không được ăn? Được ăn. Con làm gì vậy? Con xin lỗi má chồn. Tina hôm nay nó ăn quá nhiều đạm rồi. Con của con, hãy để cho con dạy nó. Nhưng phương pháp cậu dạy không có hiệu quả. Thôi nha, cục vàng. Mình không ăn sườn nữa, mình ăn nãy giờ nhiều rồi. Ăn kẹo nha, ha. Mày đâm bang lắm á. Trời đất ơi mọi người, hôm nay là bữa ăn thân mật gia đình. Mỗi người á, nhịn nhau một câu được không? Em xin lỗi. Con xin phép. Jackie. Dạ, con xin lỗi má. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trâu như vậy dạy dỗ được ai? Cục cưng cũng vậy mà. Đó là bản chất. Jackie. Em à, anh xuống dưới nhà chơi với má trộn đi. Em đang bận. Em cũng hiểu tính của má mà. Má cũng chỉ nóng ruột, muốn giúp đỡ tụi mình thôi. Giúp đỡ? Ủa thật sự anh không thấy cái gì đang diễn ra hả? Em biết là má trộn vẫn còn giận em vì cái việc mà đưa anh ra ngoài ở riêng. Và mục đích hôm nay của má nè là qua đây để kiếm cớ xả em thôi. Thôi mà. Anh đứng đó. Và quan trọng hơn hết, Tina là con của em. Em không muốn má can thiệp quá nhiều vào cách dạy dỗ con cái của em. Má đã có hơn 30 năm để dạy dỗ các con cái của má rồi. Còn Tina là của em. Nhưng mà Tina cũng là con của anh. Thì sao chứ? Thì mẹ cũng là bà nội của Tina. Em vừa muốn cơm lành canh ngọt với mẹ, vừa muốn mẹ không can thiệp vào cuộc sống gia đình của tụi mình. Sao mà được chứ? Anh nói như vậy á, thì anh ở đây làm gì? Đi ra đi. Ôi Suki, vì em là vợ của anh, anh cần sự thông cảm từ em. Em và mẹ đều nóng tính như nhau. Anh ở giữa, anh cực kỳ khó xử. Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Thì đồng ý là mẹ cũng hơi quá đáng. Nhưng mà đó cũng là một tín hiệu tốt, vì mẹ đã coi Tina là cháu ruột của mình. Đó chẳng phải là điều em mong muốn nhất sao? À, thôi được rồi, anh hứa được chưa? Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, rồi hai đứa mình á cùng nhau quyết tâm nuôi dạy Tina nên người, ha? Suy nghĩ lại thì em cũng thấy phần hơi quá. Em xin lỗi chồng. Vậy mới là Jackie của anh chứ. Thật sự em chỉ thấy hơi ganh tị thôi. Tina nó chỉ khó chịu với em, nhưng mà đối với mọi người thì nó rất ngoan ngoãn. Liệu
Em có phải là một người cha tốt hay không? Tốt chứ. Tốt 500%. Vợ của anh á là số 1. Chắc chắn á Tina nó sẽ hiểu được tình cảm của em. Em yên tâm đi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa mà. Xin lỗi, không có gì,